quá chừng luôn rồi. Giờ thì mình xuống mình ngồi cái cạn nha. Trời ơi, con gì bự quá kìa. Trời ơi, để con lấy cái gỗ nha. Gì? Để con lấy cái gỗ. Gỗ hả? Nhiều quá, chứ đừng có chuyện rồi. Cái này cái mương cạn rồi chiến rồi á nha. Mương lạn rồi chiến rồi, múc clip rồi lên tiếp cái nó bị chụp nước cho nó chìm rồi. Bây giờ lên lại luôn rồi. Giờ múc lên lại chú Phương ra mấy cái dũng này kiếm cá. Đây, con phải đứng chính giữa cái dũng này mới được. Trời ơi, nổi đầu. Đó. Trời ơi. Nè. Ghê quá. Nghe nha, con Goofy rất là ngon luôn nha. Goofy này ăn ngọt thịt lắm. Cái con này mình bắt chú yếu hồi mình đem ra kia mình thả cái nha. Trời ơi, nè, ra máu luôn. Chứ mình bắt mấy con cá to thôi. Đi ít thôi để hôm nay xuống dấu chân của mình á. Cắm đầu với sình luôn mẹ. Ô cái này sình nhiều quá. Cái chắc cái ta? Chắc cá nó chui xuống dưới hết. Dạ nó chui xuống sình non á. Dạ đúng rồi. Quá chừng lúng luôn. Lúng lắm. Đây nè, mình vớt một gỗ cho cả nhà xem nè. Mẹ. Ờ. Thôi ơi. Bỏ một thùng đi thôi, nữa mình đem qua mương kia mình thả đó. Để thôi mà cạn chết. Cái sạc này mình thế lăn mồi. Về ê mẹ rồi. Thôi ơi, kìa con vợ mới đưa đâu kìa. Mẹ. Mấy con cái sạc này hồi nữa mình về mình làm mồi bẫy lương mẹ ơi. Hả? Thôi mình thả nó bên mương bên kia đi cho đẻ. Thì mình thả mấy con nhỏ thôi, mình chừa lại ít cái mình làm mò rẫy luôn á. Ừ. Đấy mình lấy mấy cái ruột. Nè. Ây da rồi. Trời ơi, vô trong gỗ rồi mà định thớt nữa. Thấy không? Ta kìa con khui đường đó cái bắt đầu lại chạy tẹt dữ luôn đó. Hết rồi, đây hết cái to rồi, còn cái sạch không rồi. Đi lên dũng trên này cái gì mẹ. Vàng to đùng luôn. Mấy đụng con cá. Mấy đụng con cá mi ơi. Con không? Không biết nó đụng cái đuôi nó đây. Nó bay vàng. Bớm. Đây có con cá gục tay nhìn mắt. Không có. Cá nhỏ thì bao la luôn.
Trời luôn rồi mẹ. Ê, nó lúng mẹ. Đi đi vòng lên kia đi con, rồi mẹ đi trên đây con đi cái này con. Lúng quá cả nhà ơi chứ. Chứ rồi múc qua. Múc qua múc mương lên nước cái bắt đầu nó nước chụp chơi nó chìm. Con dĩ nổi đó kìa mẹ. Ừ. Nó đó. Trời xuống, trời lỡ ngồi chết lên đây đi. Thì về vòng qua con tuấn mép xuống dưới đó đó con bắt chạy lên khu đường nước ra. Trời ơi cái đồ chế của con nè. Tụt luôn hả? Tụt luôn mày đáng lụm cái chết đi rồi nè. Dụng con tiếp đi. Hả? Mẹ. Ừ, thấy rồi. Xuống mép dưới á, xuống mép dưới đường kia kìa. Dạ. Xuống mép dưới đường khu nước rồi nhảy xuống rồi nó tạo chạy theo nước con bắt đó. Nhổ cây dục lên đi. Dạ. Nhổ cây dục lên. Nổi lưng lên luôn, cả nhà mình cui nước chảy xuống nổi lưng lên luôn. Cua phi nữa mẹ. Ừ. Con này cua phi mẹ. Coi nó chuối rồi. Đây kìa. Đó. Ừ. To lắm mẹ ơi. To hơn con bên kia nhiều. Ui. Ui. Chữ giống giống trò con á. Cá gô. Đây cá gô cả nhà. Đâu rồi, cá đó đâu rồi. Chị quỷ chung chung mến nhá. Ôi. Nhi à. Khủng long Goofy luôn. Ê cái nhà ơi. Goofy khổng lồ. Ôi ôi. Cái nhà cái nhà. Cái kìa. Còn con nữa, hai con nữa. Đâu dưới này nè, cắm đậu dưới sình nó quá trời luôn á. Con khui, đừng nói cho chảy xuống rồi luôn á. Dạ. Đây. Đây nó nhìn kìa. Ngon. Coi nó đớp, ơi, ở con giỡn đớp dưới mương kìa, Dạ. Đó, đưa mỏ mỏ lên đó. Cái thằng không ụp. Nè. Kìa, con khui dũng đi nó cho chàng chút. Thôi, canh nó hết cá to rồi, để con để cho chàng hết dũng này, đặng con bắt dũng này. Nó mất tiêu con cá to nãy vậy ta. Chuối là xình quá trừng xình luôn. Cắm đầu vô cổng. Ôi nhiều quá. Quá trời nhiều quá sạch luôn. Sạch luôn quá. Con hơi dân chiên quá ngon á. Đi đi dạy con đủ cái kem. Đây rồi.
sắp đi rồi cả nhà ơi. Lúng mẹ quá trời luôn hả? Ờ, lúng mẹ lên bờ. Nó cũng lúng mình quá trời luôn cả nhà ơi. Lúng mình lúc bây giờ không lên luôn á. Đèo ngoài đây mình rửa mấy con cáo thì được. Nó bị ngợp rồi. Thình quá trời luôn bị ngợp. Giọt mắt chết chết luôn rồi mẹ. Chỉnh lúng quá mà. Xuống đây cả nhà ơi. Chị là mua hồi sáng cái chừng có vô đó. Dám nó vô lắm á cả nhà. Hận lại thăm coi. Chơi chơi để con gỡ mấy con cá này đi. Trời nó ở trong đó không sao đâu, nó không chạy đâu được, thoát khỏi tay con nè. Trời ơi, cái mặt bữa nay chú Phương mù cùi quá chừng luôn rồi cả nhà. Rồi, bữa nay con bị la nữa. Rồi, ăn cá bự rồi. Ăn cá bự. Bữa nay con đứa nào cũng bị la nữa. Bảo con bị la. Khán giả kêu đi vô nhà mấy chục coi hình quả. À gửa. Lại bị la nữa. Hí hí thôi, rồi con dịch cái nắp thôi, rồi con chắc nước rồi. Còn đồ hang cái cà phê. Hai cái cà phê rồi, con hốt mấy cái sặc bỏ ra ngoài đi. Thả mấy cái sặc đi con. Thấy ngồi nó mát nó chắc. Thả nó ra đây thì nó an toàn, nó không bị chết rồi. Ừ. Mình mất cái cà phê to và tiếc quá. Hôm qua bà anh thăm cái giớn nha. Vàng nước đỏ ghê. Đi, bà đi thăm cái giớn.
chọn may mắn sẽ đến với mình trong cái này. Mình vừa mới xảy con cá to rồi. Vô mánh rồi cả nhà ơi. Ôi ôi, quá trời luôn. Có cái con phi nữa kìa. Phi hả? Ôi ôi, một bầy con phi luôn. Quá trời rồi. Ôi, ôi, lôi cái ghe. Lôi cái ghe lại. Đúng rồi. Lôi cái ghe lại, đổ vô ghe. Đưa đây, con đưa đây, dịch đi cho. Nè. Bỏ thùng trên bờ đi. Bảy thùng rồi, bỏ bảy thùng lên lên xuồng luôn. Nhiều mấy ít nghe nước luôn. Cậy nó đi. Mọi người gọi cái mọi người lấy cái gỗ một chút á. Đẩy đi. Đẩy lên cho lái đẩy. Để con nó con bỏ vô vô cái xô sao con đổ vô được. Lấy cái cây. Cái cây bên đây nè. Quá trời một xô luôn. Dớ luôn. Quá trời nước luôn kìa. Quá trời nước luôn. Thôi ơi. Còn dậy ngơi nữa. Chết nộ rồi sao? Vậy mình bỏ nó lên mạng trên đi. Rồi cặp vô, con bớt vô. Nguy hiểm quá à. Rồi tắt nước đi. Hả? Tắt nước bớt đi. Tắt bằng gì rồi con lên mấy bận lắc đi. Không được, lắc cho dễ gì nổi. Để mình tắt nước cả nhà ơi. Ôi. Đây. Mình đổ vô xuồng, mẹ chạy bánh xuồng đi mẹ. Rồi sao nè con cảm đây. Đây con, đây con. Rồi mẹ chạy bánh xuồng đi. Chua, để mẹ đi xích vô mấy bò. Đây, chú Phương đang dưới đó kìa nha. Cho mình treo lên xuống nha. Rồi, ơi. Đổ cá ra cả nhà ơi. Đây con hết. Ơi. Yeah. Bỏ vô thùng. Ơi. Vô đây rồi, khỏi chạy đâu em. Em có ốc. Rồi. Cái rô con phi nữa. Rô đồng con phi nữa cả nhà. Con phi nè. Bắt bỏ vô thùng nó tép nó mẹ. Ừ. Bắt mấy bắt. Ơi con gom mấy con bự riêng ra, còn mấy nhỏ con thả xuống dưới địa lại đi. Thôi nó tấn công. Bắt mấy con bự vô đây rồi con lấy gạo xúc con cá nhỏ con cá một à. Con bự bỏ vô thùng nè. Rồi con gom mấy con bự bỏ con kia con góc bên đó đi. Tao đưa đồ tắt nước đi con. Rồi con tắt nước cho cạn mấy bên kia đi. Nè con bỏ ở đây nè. Cái rô mát nè. Mát con rồi đi nè. Cái sạc này ngon nè. Cái sạc hồi nãy là cái sạc trắng, còn cái sạc này mới ngon nè. Đó. Không à? Ừ, mình thả nó xuống đặng nữa cho nó đẻ lên nhiều nữa.
Ở đây con cá lóc ta. Trời ơi, cá lóc đây. Ôi, đây là đây. Phi nó mạnh lắm cả nhà. Thả 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 xuống đi coi. Lại cho nó lớn, chắc tác còn lớn. Trắng đâu con? Bạn còn có nó. Thái con con rồi. Mấy nhỏ thả hết rồi cả nhà. Mình bắt mấy con bự nữa cho nó lớn lên nhiều cơ. Thằng má của mình. Đây cả nhà thôi. Ngon lắm mấy nhà. Có cá lóc nữa, hai ba con cá lóc. Luffy. Trời. Mới cá ngon không cả nhà. Luffy với cá lóc. Chào mình dạy nha cả nhà xem đến đây nhắn cho mình xin một like và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những video kế tiếp trên kênh Thông Nữ Trúc Phương nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.